Ờ cái tổ tổ ong này nó lại làm ở chỗ đấy, nó cũng kể con ong này nó cũng dại nhỉ. Cho người xem bắt ra tổ ong dưới ao không? Tổ ong ở dưới ao, cứ nói thế cho nó dễ hiểu. Đây nó lại làm như thế này. Đây tổ ong mật đấy. Bác đang xịt khói vào trong đấy. Khó già lắm. Đang xịt. Tại vì cái này nó nhiều khe quá chứ sao? Nó nhiều khe quá nên là nó không bị tắc tức. Không bị choáng. Vâng, nó không bị tức. Em con này không hiểu sao nó lại làm tổ chỗ này, nó chọn lựa hay nhỉ? À má này nó chui khe cột điện của cái gì? Nó khô đi. Không, nhưng cột điện thì được chứ đây thì sao không được. Đây nó chỉ một trận mưa là lên đến đấy liền. Thì ai nó biết mưa đâu? Nó biết. Con này nó làm biết. Gì? Con kia ông thiên nhiên này là nó cũng ấy đấy. Nó tính toán rồi đấy. Có khi nó chỉ ở tạm vài hôm thôi. Nó không làm phấn. Rất là lắm phấn nha. Yeah. Đấy, phấn rồi thì sao rồi? Nó cố định rồi. À được. Xây kho rồi. Nó cái này đắp cầu rồi. Đắp cầu rồi, cái này là cũng lâu rồi chứ không phải là mới đâu. Cũng phải tháng rồi, hơn tháng rồi. Vâng. Tất nhiên là chỗ này mà nó không bị nước, không bị ngập lên thì nó là quá lý tưởng rồi, phong thủy nhỉ. Thì con chúa già mát. Bốc vay là con chúa già đi mà. À. Chúa già đi cây xây cầu cái là đẻ luôn. Có mật à. Điều đủ điều kiện. Lấy mật ra rất là quay là đẻ luôn. Làm tổ cái chỗ ấy làm thật. Cái tổ này cũng mạnh đấy chứ nhỉ. Dạ. Thấy đông đông này mà. Đông đông đấy. Cũng phải được vài cầu. Đã. Đông hơn cái tổ ở trên ông ấy. Bạc. Đeo ơi. Đeo cái thảo tả này ông được cái thôi. Tả gì vậy? Đây, ông được cái rồi. Ông cho vào cái nút chi. Rồi, thì kết hợp cả đông ti, kết hợp. Đông ti kết hợp gì hả? Các bạn là nó trong nó hồng hảnh, nó nhiều khe quá nó không bị ức chế. À. Cho ra chui vào lỗ chính đi. Đấy là dầu gió đấy mọi người. Dầu kia gió là khoái là dầu gió. Không xịt khoái nữa để cho ra bỏ ra lỗ chính. Vâng. Pha rồi đi dầu gió pha rồi. Pha rồi đấy. Bây giờ thử để xem cho nó bỏ ra thôi. Không chơi lỗ chính đâu. Bây giờ không lấy được. Không chơi vào lỗ chính đâu. Nhưng mà nó nhiều lỗ quá nhỉ. Không được cái gì khoái vít của lưỡi trốn như của nó thì nó hỏng nó lên nước rồi. Gì ấy, nước nó ra lúc nào thì không biết. Thì dình ra để mà bắt đi. Lên dình cái này thôi, không phải lên nữa. Thì đấy rồi dình ra bắt. Đồng con đấy chứ không. Đây là cao thủ chuyên gia bắt ong chia đàn đấy mọi người. Các vị trí đủ khó đến đâu, dễ đến đâu cũng được bắt hết, nhưng mà gặp ca này là hơi khó đẻ ong chưa. Mấy cái bưởi ngoài kia bậu dưới bậu thấp thấp là ngon nhất. Làm trường hợp này lần đầu tiên gặp. Để làm nó chia đàn nó ra leo ngang cái nhãn này một mình nhất định bổ luôn, kiểu này thì bỏ thôi làm thôi. Cố liều bỏ ra. Tôi có lần ấy là cây xưa cao tít, thì đuổi mẹ cho nó đi. Đuổi đi thì nó lên cái nhãn, thế là tôi túm được. Tôi lấy cái nón rồi đưa xong tôi cho vào túi ni lông. Không sợ, không sợ rồi. Dầu gió không sợ. Khói không sợ. Không thấy nó ra. Thì chỉ có mai là sợ. Mai là nước lên mà. Không, cái này cũng choáng rồi. Làm trâu lắm, đây không làm thấy. Không nhìn thấy cái này, cái thoát này. Không, nhưng mà con này mà nước lên là nó bò ra đấy nhỉ. Bò cái gì, nước nhanh thì chết vậy. Nước lên thì nó bò lên chứ. Bò không. Lên. Nó lại bò lên xong rồi mà không kêu có kịp bò hay không. Có chứ, nó biết lỗ như này. Thậm chí nó không kịp tìm lỗ là cái lối qua chứ. Cái đồ nợ này này, tôi nói không. Câu này này, cái đồ nợ này này là đéo phải là nó ở hộp đá đâu. Mà nó trong này này. Ừ. Ở trong này bắt đầu là cái trước kia đổ nó hỏng hành, nó trụt xuống. Thế là nó tít trong này cơ, cho nên sáng nay tôi thò tay với tôi quà trả chứ đâu cả. Nó không hoác, cho nên nó vào tại trong này này. Ừ, đấy khả năng. Thế nó làm trong thì kiên cố nhỉ. Ngon. Cái hồng thì ở mà nếu nước không lên thì ngon. Nhưng mà cái này mà đi chọn những cái lỗ như này là do con thợ nó khảo sát chứ nhỉ? À, nó về báo con chúa nhỉ. Không phải là cái thợ ông xoay đấy. Ông xoay nó đi tìm nhau nó về nó gọi con. Đây này nó ở trong này. Nó khảo sát được đúng không? Sau nó về nó mới báo con chúa là con chúa chỉ đi theo cái con ấy thôi chứ còn nó cũng không cần quan tâm là đến đấy có như nào không, nó chỉ tin tưởng con kia đi nhỉ. Ngoài là rất là mướt. Nó tin tưởng cái anh đi tìm. Vâng vâng vâng. Cái màng bê tông dưới này này. Nó nằm ở dưới cái màng bê tông đó. Nó tin tưởng vào cái anh kia thôi là nó cứ đi theo thôi chứ nó không cần phải là. Ông kia thì ông nghe nó ù ù. Nó chỉ khói vào nó ù. Đây đây đây, ở đây này. Nó cái thằng này nó dở cứ để nó không khai thác được mật. Mà để cho nó to để bắt nó đàn nó sao đầm tay không làm được. Vâng, khai thác sao được. Quay đây để cứ để cho chơi thế thôi. Đấy là cương lánh của tổ nó làm ở
ở trong cái chỗ cúng đây, cái cổng đây, nó có lỗ bé bé vào đấy là cứ kệ mẹ về sau nó bóc bánh mà. Vâng, nó cũng đi, nó chán mãi nó đi. Xong rồi sau bánh tổ nó hỏng nó hóc đi nó. Vâng, chật quá. Bánh tổ nó sâu bị sâu mọt nó đi, chúa nó đi. Bánh tổ nó chỉ được năm là cùng. Như con này ở đây thì giỏi lắm, được khoảng 3 tháng nữa nước lên phát thì chuồn ngay chết. Mất có khi nào? Dạ. Không biết là bên cô Thảo có bán công kiến không? Công kiến không. Không tác dụng. Trong này cái này nó rộng lắm, như con điện thì nó. Bóng khiến mà chết. Đúng rồi, những cái con điện nó kín. Thế sao thằng khuyến này nó bảo là mẹ cái ông bảo vệ là loài này nó kỷ luật cao nhỉ? Nó có phân chia đấy chứ. Không phải tự dưng mà bọn kia ra 2/3 đâu, mà nó bố trí trước rồi. Không, con chuối chỉ là phân chia giai cấp rồi. À. Thành phần ông Loan là để ở nhà, ông già ở nhà, còn cái ông đúng cái tuổi lao động là nó đi làm. Mà... À. Đâu còn đá, đi làm chè chèm ở đây. Thôi cứ kề vẹn nó đi. Không, nó có hoàn đấy còn hở chán, cho ngoài cho hô ra. Ừ. Sách đi rồi. Cả này khó rồi. Hay là đào hết mấy con đi lên. Ui đào đây chọc đây không bỏ đâu. Không bỏ mà chưa chắc nó bắt được. Khôn thế này. Cho nó ở đây được. Biết đâu. Biết đâu này nó cứ chia đàn xong nó lại cho con tổ vào nhà thì ngoan. Có khi là mai lại để ý mai khi nó bốc vai ra. Không có khả năng bốc ra. Ừ nó ra. Không khả năng ra. Không có khi nào làm này động nó bỏ không rồi chú sĩ? Bỏ đấy. Bỏ đấy nhỉ? Và nó thấy có biểu hiện không ổn mà. Mà nếu như này mà không muốn cho nó bỏ thì đến tối lại xịt lúc nữa. Mỗi ngày xịt tí là kiểu gì cũng phải bỏ. Mỗi ngày làm một tí thì nó như mình chứ thôi. Mà cứ ở mà cứ suốt ngày trộm cắp mới lại đến quấy phá thì ai mà. Trước khi đấy là di cư là đậu vào cây nhãn này. Vâng. Cây nhãn to gì bao giờ nó đậu xung quanh này. Thôi lên đi thôi. Ví dụ nó dễ bắt được. Cá này là cá quá khó. Khó hơn là trên vách núi. Khó hơn trong con điện nhiều. À, khó hơn trong vách núi. Núi còn có khi còn có biện pháp đu dây xuống mà bắt. Thế là giờ mới đào ra nước vàng ở đây thì không... Cái đào một chiều thì biết cả là làm lại cái này chết đi. Vâng. Cá này hơi khó thôi. Theo dõi có khi là đấy. Nó ra đấy. Với lại là muốn mà cho nó không ở thì cứ mỗi ngày xịt tí là không ở, nó không ở ngay mà. Bác cứ để đây. Cứ để cái thang đây. Đấy.